vấn đề dạ, chuyển đi đâu, em quay trở lại đi. Kính mến, thì hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt của anh Quý trong nhóm chúng ta, tức là cái ngày sinh nhật của ảnh. Và anh có tổ chức một cái sinh nhật rất là nho nhỏ, tôi thấy nhỏ thiệt, thấy không? Nó quá nhỏ luôn quý vị. Và có mời toàn thể tất cả bạn bè và các thành viên trong nhóm đến đây để mà chúng ta giúp thương cho cái buổi tiệc sinh nhật này. Kính thưa quý vị, để trước khi vào cái buổi tiệc sinh nhật này đó, thì chúng tôi xin mời nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay sẽ lên đây có đôi lời phát biểu đến toàn thể tất cả quý vị chúng ta. Vậy kính mời quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Một hai bốn mời anh. Ra bên cười thôi. Hello. Quý vị chúng ta giữ im lặng để anh Quân. Anh Quân. Rồi xin kính mời. Như quý vị ơi. Nhìn xuống nhìn xem để ai. Dạ quý xin kính chào. Quý vị chúng ta là bất ngờ, bất ngờ quý vị, bất ngờ. Ảnh mắc cỡ. Ảnh mắc cỡ không phải là ngắt cái máy tác nghiệp cho nên ảnh không. Nhớ máy qua bên nhìn máy nào. Cả nhà quan tâm. Không biết nhìn máy nào qua nhìn gì. Và các anh chị và các bạn. chúng ta có quay cái video luôn nè, nếu quý vị chúng ta đừng có cười để tập trung lên nói chuyện. Thôi giờ nói lại nha. Dạ quý thính kính chào các cả nhà quan thân tâm thân yêu và các anh chị và các bạn của quý. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 là sinh nhật của quý. Quý rất vui là có các anh chị và các bạn của quý. Quý không nói gì hơn, quý rất chân thành cảm ơn. Và trước nhất là cảm ơn mấy nhà quan thân tâm và chữ nhóm. Rồi sau đó là chị Níu đã nấu các món ăn để sinh nhật em. Em thành cảm ơn chị. Vỗ tay. Cảm ơn chị có dạy với bạn Ngọc nha. Hai cái bánh sinh nhật rất là đầy ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Và cảm ơn các bạn luôn. Cảm ơn mấy anh chị. Rồi chúng ta vô một vàng vỗ tay quý vị ơi. Còn này nữa nè, còn này nè. Cảm ơn cái này nè. Xin thưa quý vị, sau đây chúng ta vừa nghe những cái lời phát biểu chân thành phát nhiều là hơn lắm đó quý vị. Chứ năm trước đứng cười không, năm nay là đỡ hơn chút xíu, thấy không? Tại vì anh cũng run. Kính thưa quý vị, đây là một cái buổi tinh thần thật là đáng nhớ của anh. Toàn là những cái người quen thân thương của nhóm Hoa Thiện Tông. Thì sau đây chúng ta sẽ làm một cái lễ ha. Chúng ta làm cái lễ ảnh cầu nguyện xong đó, rồi quý vị chúng ta mình lên tặng quà dùng hình xong chúng ta dùng, thấy không? Bây giờ làm lễ xong thì anh đứng trước đây, anh đứng trước cái bánh. Quỳ cũng được. Lấy cái micro ra. Rồi. Học quẹt thôi rồi. Rồi quý vị chúng ta mượn một hai người chúng ta lên mình đốt lớn ha, dùng quý vị. Rồi quý vị chúng ta mấy cái chai nãy đâu kêu bà ta. Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta hãy mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. Let's go.
hai ba ta cùng thôi tắt lên. Happy birthday, happy birthday to you. We'll be, and we'll all
được cũng chắc là ta rồi là thank you.
Rồi giờ nó máy nha. 1 2 rồi cái đó nha. 1 2 rồi. Để ai buộc bước theo chồng chồng, anh thấy buồn nhiều. Chiều chiều đã đứng bờ sông, nhìn con nước rồng nước lớn, liêu thiêu bên lỡ bên bồi, còn ai ngồi chẳng có đâu mà trông. Yeah.